Thì em xin cảm ơn cô Tiên và đội ngũ Thinker Academy đã mang đến cho mọi người một khóa học rất là bổ ích. Đặc biệt là em thấy là cô Tiên là rất là nhiệt tình. Ngày xưa em cũng lười học tiếng Anh lắm. Chắc là các bạn ở đây cũng cũng thế, cũng nhiều người lười học ấy. Nhưng mà từ khi em xem cái video ở trên 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 TikTok ấy, em thấy cô Tiên các cô tác tác nên là kiểu kiểu ôi, cô nói hay thế là kiểu đăng ký ngay. Từ từ, khoan khoan khoan, ý là cô nói tiếng Anh hay là cô nói tiếng gà hay vậy? Đăng ký. Cô nói tiếng gà hay. Ôi trời, chắc tôi chết, chắc tôi chết, lý do này chắc tôi chết. Nhiều khi là chỉ cần vì lý do thôi cô ạ. Cô em thấy cô nói tiếng gà hay quá, em quyết định học tiếng Anh luôn. Em sẽ đỡ lười nữa. Cảm Ok. ơn cô nhé. Cảm ơn Và mọi người đội ngũ TA nhé. sau 4 buổi anh thấy cái cách học rồi như thế nào, có dễ học không? Em thấy cô rất là kiểu đầu tư tâm huyết ấy. Cái khóa này nó tuy ngắn hơn 4 buổi thôi với cả 2 buổi chủ đạo, nhưng mà nó làm cho mọi người kiểu thấy yêu tiếng Anh hơn. Với cả mình biết biết cách để bắt đầu từ đâu ấy. Nhiều người là học tiếng Anh là cũng không không biết cái hướng đi rõ ràng. Nên là như cô với thầy đang nói ấy, là phải học như một đứa trẻ con ấy. Nên là học kiểu đấy thì nó hiệu quả hơn ấy. Ok, Cảm ơn thank cô nhá. you. Em thấy mấy buổi học tuy 4 buổi nhưng mà rất hữu ích, em nắm lại được những kiến thức cơ bản. Tại vì trước em có đi làm DJ ở bên Singapore rồi, em cũng có nói chuyện với người Singapore, nhưng mà em cảm thấy người Singapore nói chuyện tiếng Anh không có giống những gì em học. Em giao tiếp với bạn trai Singapore, em học xong em hỏi lại thì kiểu như hai người nói không hiểu gì hết. Với lại chắc em cũng phải học, em cũng biết được sơ sơ nhưng mà nghĩ em học là nền tảng cho nó chắc hơn. Mình cũng có mấy bạn học viên là cũng lấy chồng mấy bên Sing rồi đó, đó là mấy bạn, nhưng mà do chồng là cũng như du học Mỹ, thành ra chồng bảo bạn đó đi học mình đi để nói chuyện với nhau. Còn chồng mà ở Sing luôn á thì thường họ sẽ nói giọng Singlish, thì đôi khi á lúc mà mình qua bên Sing á mình phải tém cái giọng American accent của mình lại để mình nói thành cái giọng Singlish đó cả nhà. Ok, thank you. Trước tiên là em xin cảm ơn cô và cảm ơn đội ngũ trợ giảng ạ. Sau 4 ngày học thì cái cảm nhận của em, thứ nhất là khóa học quá vui. Thứ hai là rất là dễ hiểu. Cái thông tin cô chuyển tới em và mọi người á, em cảm nhận được từ cái khóa đầu tiên cho tới khóa thứ hai là cảm nhận mạnh mẽ hơn. Là em rất là dễ hiểu khi mà học từng từ đánh vần. Sau đó thì luyện các câu nói. Cái buổi đầu tiên mà em phát âm á, rất là cứng. Em cũng cảm nhận được cái video em quay lại là rất là cứng nhắc. Nhưng mà sau khi học chỉ có 4 ngày thôi, nhưng mà em cảm giác là em có một sự tiến bộ khác hẳn. Là cảm giác, cảm nhận riêng của em thôi. Và rất là dễ áp dụng khi mà học cái cách của cô. Và cái mong muốn cuối cùng của em là vẫn thích học đồng hành với cô và mọi người những cái khóa học tiếp theo để mình tiến bộ hơn nữa. Em không muốn ngừng ở đây. Em thấy khóa học của cô hay ở chỗ là được giao lưu với thầy Đen để mình có thể giao lưu và nói chuyện với họ. Cảm ơn cô rất là nhiều, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em ạ. Cảm ơn các chị trợ giảng. Hay quá ạ. Cảm ơn Tuyết Nga, chị Tuyết Nga lúc nào cũng cười tươi vui vẻ hết, mang đến cái nguồn năng lượng tích cực cho cả lớp mình luôn á. Ok. Em học với là vì em nhất là thích cô. Học hồi trước là em thụ động đó cô, em cũng trầm tính, cái đầu coi với cái cô cái đầu thấy năng động. Trước khi mà biết cô thì em cũng có trải nghiệm học trên mấy cái video trên mạng, mà học nằm hơi ngủ luôn. Nhưng mà có video của cô lại ngồi coi lướt hết video này đến video kia luôn, rất là năng động. Em cũng thấy là mình cũng thay đổi hơn một chút xíu, tự tin thêm một chút xíu, không còn nhút nhát giống như hồi lúc trước kia nữa. Đó là mới có 4 buổi rồi đó, 1 2 tháng nữa là tới khác nữa. Em cũng cảm ơn cô và với cô chủ giảng đã hỗ trợ và chỉnh sửa cho tụi em mấy cái từ mà tụi em không biết chỉnh sửa, thì nhiệt tình rất là cảm ơn cô. Ok, Tiết Hoa cố gắng tiếp nha, tiếp tục để mà mình luyện thêm cho nó tự tin hơn ha. Đây là mới là cái bước khởi đầu thôi đó nha, mới chạm một chân vô nước thôi đó. Thử test thử nước nó có ấm không á, bây giờ thấy nước ấm ấm rồi thì mình nhào vô mình tắm luôn nha. Dạ, chắc chắn Ok, thank you Tiết Hoa, chia sẻ chút xíu. chào mọi người, mình cũng đã chia sẻ ở trong group chat rồi. Rất là cảm ơn cô Tiên và các bạn trợ giảng rất là nhiệt tình và rất là thích cái thái độ tích cực của cô Tiên. Thực ra là mình cũng học tiếng Anh nhiều rồi ấy, nhưng mà trong quá trình bình thường mình đi làm mình cũng không sử dụng nhiều, nên là dần dần là mình lại cảm thấy là mình quên nó đi ấy, mình không có hứng thú với tiếng Anh nữa. Nhưng mà luôn luôn đau đớn trong lòng là mình rất là muốn là mình phải nói trôi chảy tiếng Anh để mà mình có thể đi du lịch hay là mình tự tin. Còn đối với lại những bạn trẻ ấy, thì thực ra là khi mà có càng ngày càng có tuổi càng lớn lên ấy, thì mình sẽ càng cảm thấy là mình có cái năng lực cạnh tranh của mình sẽ kém hơn những bạn trẻ. Thì ngôn ngữ cũng là một cái để cho mình nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mình. Lúc mà đăng ký mình cũng đang nghiên cứu rất nhiều nhiều khóa học và các trung tâm khác nhau. Thì lúc đầu là không định đăng ký bên trung tâm mình đâu. Khi mà có cái khóa này ngắn ngày thì mình cũng hơi lăn tăn đấy. Mình nghĩ là trong một thời gian có 4 ngày thôi thì làm thế nào mà mục tiêu của khóa thì thấy là rất là dài, thì làm sao mà mọi người làm được. Thì mình cũng có nhắn cho người tư vấn cho mình là không biết là các bạn sẽ làm như thế nào mà lại có thể học được nhiều thứ như thế này. Nhưng mà sau 4 buổi mình thấy rằng là mặc dù trong cái khoảng thời gian là ngắn, nhưng mà cả
cả cô giáo cũng như tất cả mọi người cũng đã cố gắng rất là nhiều. Và trên cái tinh thần là mình học nhưng mà không áp lực ấy thì rất là thoải mái. Thoải mái thì mình học được nhiều thứ. Còn nếu mà bây giờ áp lực thì là mình sẽ chán, là mình sẽ không muốn học tiếp nữa ấy. Dạ. Giống như em á, là cái nãy giờ em kiểm tra nha, thật sự nó là cái những cái nó có trong đầu sẵn của em. Có nghĩa là em học nó vô bao nhiêu, cái nào nó động lại á, là nó có trong đầu. Tại vì ngày hôm nay nói thiệt là em không có thời gian ôn gì hết luôn. Thì đối với em mà sau một cái khóa học mà nó động lại được như vậy là em cảm thấy rất là ok rồi. Cho nên là em cảm ơn cô Tiên và các dạy rất là nhiều. Cái này mà còn ôn luyện nữa là còn nói được nhiều nữa đúng không? Nó động lại trong đó đúng không? Đây là còn chưa hỏi những cái khác. Nếu mà hỏi những cái khác đôi khi nó sẽ lòi ra nữa. Thì cái gì mình đã học rồi á cả nhà, học một lần không thể mà nhớ liền được, đúng không ạ? Học xong rồi cái phải xài, xài xong cái thấy mình bị sai, sai xong cái mình về xem để mình học lại, học lại xong rồi mình lại xài nữa. Thì sau vài lần liên tục như vậy á thì mình mới thật sự nhớ, và nó mới là kiến thức từ cô Tiên qua đầu của mọi người, mới thành kiến thức của mình, đúng không? Thì Vi tiếp tục cố gắng nha. Ok, thank you Vi. Trước giờ từ hồi ở Việt Nam thì mình cũng đã trải qua rất là nhiều lớp tiếng Anh rồi. Thì học đã nhiều nhưng mà tại sao bây giờ, tới bây giờ vẫn chưa giỏi là tại vì học rồi lại không thực hành, rồi lại đi học. Nó cứ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn đó bao nhiêu lần. Cho đến hôm nay thật sự là cái lớp này là cái lớp đầu tiên đang thấy mình học, mình thu nhiều và mình thực hành nhiều hơn. Rõ ràng là khi học lớp đầu tiên là mình đi làm thì mình gặp toàn là người nước ngoài rất nhiều, thân Mỹ, Mỹ, Phi rồi nó tiếng Anh rất giỏi. Nhưng mà khi mình gặp nó, mình cứ cứng họng rất là ngập ngừng. Mình đến với lớp đầu tiên á, khoảng một tháng mình lên công ty mình đã chịu mở miệng để mình nói nhiều hơn. Và chính những người bạn họ đã nói, ô, sao dạo này thấy Đăng nói tiếng Anh nhiều hơn trước. Trước mình là không dám mở miệng ra nói, mình cứ ngại vậy đó, mình sợ sai không, rất là cứng họng. Biết được cô Tiên là nhờ đăng lướt trên Facebook thấy những cái clip ngay. Cảm ơn cô Tiên với lại Si Anh với lại Minh Thư rất nhiều. Ok, thank you anh Đăng ạ. Không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi tiếng Anh. Tài liệu trên mạng vô số kể, nhưng vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Mau mau đăng ký khóa học 4 buổi cùng cô Tiên nè, để có tư duy học đúng, có lộ trình rõ ràng, học lại cách đánh vần, nắm được bản phiên âm, chuẩn hóa lại ngữ điệu, giới thiệu được bản thân, hỏi thăm được thông tin căn bản, và quan trọng nhất là tìm lại được tình yêu và cảm hứng để có thể chinh phục tiếng Anh. Khóa học 1999 giảm còn 599k, lại còn được voucher 500k cho khóa học 3 tháng chuyên sâu, kèm bộ tài liệu luyện nghe mỗi ngày. Mau mau inbox fanpage Tinker Academy để được tư vấn bạn nhé. Learn to love English with Miss Tien. Why not? Let's go!